Thưa quý vị, những điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên hay siêu thị công đoàn giúp cho công nhân mua sắm nhiều mặt hàng chất lượng, giá cả ưu đãi, phù hợp với túi tiền ngay trong khuôn viên của công ty. Đặc biệt, mô hình này còn giúp cho đoàn viên công đoàn người lao động, nhất là lao động nữ, không mất quá nhiều thời gian cho việc đi chợ sau giờ tan ca. Trong chuyên mục Chuyện chưa kể kỳ này, xin mời quý vị cùng tham quan và mua sắm tại siêu thị công đoàn cùng với các anh chị công nhân nhé. Chuông vừa báo nghỉ giữa ca, anh Huỳnh Đăng Khoa, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Didac Việt Nam Corporation, khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, vội vàng đến siêu thị Metromart mua nước uống, bánh kẹo để lót dạ, chuẩn bị vào làm ca tối. Siêu thị mini này có đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống hàng ngày của người lao động do ban giám đốc công ty thành lập và giao cho ban chấp hành công đoàn công ty giám sát giá cả, chất lượng hàng hóa, nên còn được gọi là siêu thị công đoàn. Mục tiêu đặt ra của siêu thị là cung cấp nguồn hàng chất lượng, sạch, giá rẻ hơn thị trường cho công nhân. Từ khi siêu thị ra đời, đa số công nhân bỏ hẳn thói quen mua sắm ở các tiệm tạp hóa, chợ tự phát. Sau giờ làm mệt mỏi, mình đói bụng đó, mình xuống mình ăn uống trong mấy giờ giải lao. Giờ mình đi về á, thì mình vô đây mình mua đồ về mình nấu ăn. Trong đây em thấy giá cả rất là hợp lý. Siêu thị công đoàn ở công ty trách nhiệm hữu hạn Didac Việt Nam Corporation được xây dựng trong khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Một bên là khu cà phê giải khát để phục vụ công nhân thư giãn. Mỗi ngày siêu thị mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ. Khi họ mở siêu thị thì công ty đã hỗ trợ về mặt bằng, về điện nước cho nên là giá rẻ hơn từ 5 đến 15% tùy mặt hàng. Thì công nhân họ rất là hay, cứ họ thấy tiện và lợi họ mới mua. Tiện là có tại chỗ, bước ra xuống cái là có, lợi là phải rẻ hơn siêu thị, chợ họ mới mua. Còn tiếp tục duy trì, giờ đang mở thêm một cái nhỏ kế bên là bán hàng tươi sống, rau củ quả, thịt cá rồi. Còn đây là điểm phúc lợi đoàn viên do công đoàn viên chức thành phố phối hợp với siêu thị Kodamart đặt trong khuôn viên nhà ăn của công ty trách nhiệm hữu hạn Didac Servo Việt Nam. Siêu thị mini này bày bán rất nhiều mặt hàng, phục vụ cho khách hàng là công nhân. Giờ giải lao, các anh chị chỉ việc chọn sản phẩm, nhân viên siêu thị sẽ đóng gói và để tên từng người. Tan ca, họ chỉ cần ghé nhận hàng. Để có được hàng hóa chất lượng tốt phục vụ cho công nhân, công đoàn đã liên kết với siêu thị Kodamart bán hàng với giá ưu đãi từ 10% đến 15%. Khi mà mình làm ở hôm nay 12 tiếng thì mình không có thời gian để đi ra ngoài mua. Thì có cái siêu thị công đoàn, giờ giải lao đồ gì thì mình có thể ra đây mình mua. Nó có giúp mình rút ngắn được thời gian khi mà mình ghé siêu thị hay là ghé tiệm mua. Giá cả rẻ hơn ngoài thị trường. Phía trong Nidec của mình thì có 5 công ty lận. Thì cũng sắp tới cũng sẽ mở rộng ra những công ty Nidec bên cạnh nữa. Thấy là đơn vị này gắn kết với người lao động. Mình mua hàng trực tiếp online chẳng hạn. Người lao động sau khi lãnh lương ngày 25 hàng tháng thì có thể liên kết với siêu thị công đoàn này để có thể mua những vật dụng, vật phẩm giá tốt hơn ở các cửa hàng hay siêu thị. Có mặt tại siêu thị công đoàn của công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan tại số 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, được thành lập vào năm 2019 vào một buổi chiều tan ca. Các anh chị đoàn viên công đoàn người lao động xếp hàng vào siêu thị nhỏ này để mua sắm. Siêu thị công đoàn Vissan là cửa hàng thực phẩm tiện lợi, hoạt động theo mô hình phong cách phục vụ hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của hơn 4.000 cán bộ công nhân viên công ty Vissan và người dân địa phương với những sản phẩm hàng hóa thiết yếu, tươi ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng trăm món hàng được dán mã số, mã vạch hẳn hoi và trưng bày khá chuyên nghiệp bắt mắt trên những giá kệ được thiết kế rất đẹp. Tôi cùng với ban chấp hành đề xuất là thành lập cái cửa hàng công đoàn để cho các bộ công nhân viên sau khi mà giờ làm thì có thể là mua sắm những sản phẩm của công ty cũng như các mặt hàng khác về chất lượng và giá cả phải chăng. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hệ thống cửa hàng công đoàn này tại vì chúng tôi thấy cái mô hình này rất là hay. Chúng tôi cần nhân rộng không chỉ riêng đối với các bộ công nhân viên của công ty Vissan. Chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi sẽ mở thêm nhiều cửa hàng công đoàn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực mà có công nhân lao động, đặc biệt là người công nhân có thu nhập thấp. Vissan là đơn vị tiên phong mở siêu thị mini công đoàn nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người lao động tại doanh nghiệp. Nhân viên bán hàng là các cán bộ công đoàn cơ sở được công ty trả lương. Siêu thị được bố trí ngay cổng ra vào nên rất thuận tiện cho công nhân khi mua sắm. Đặc biệt, các sản phẩm bày bán là sản phẩm do công ty sản xuất, thịt, giò lụa, xúc xích, lạp xưởng, hạt nêm, chả giò nên bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
giá giảm từ 15% đến 30%. Khi đến siêu thị mini mua sắm với hóa đơn trên 100.000 đồng, đoàn viên tích lũy được 1.000 đồng. Ngoài ra, phương thức thanh toán tại đây cũng đa dạng. Công nhân của mình khi mà làm việc mà không có thời gian mà để trực tiếp ra mua thì mình có thể đặt hàng online và có thể giữ cái sản phẩm đó đến là buổi chiều gì đó tan ca thì có thể là đi ngang và lấy về luôn. Có thể thanh toán trực tiếp hoặc là trực tuyến qua VNPay hoặc là ví Momo. Vừa tan ca ra thì mình tranh thủ mình ghé cửa hàng để mình mua một ít đồ đi chợ để tí nó về mình nấu cơm cho gia đình mình ăn. 2-3 ngày mình đi một lần, em thấy rất là tiện lợi cho mọi người. Tại vì suốt 8 tiếng một ngày mình làm thì mình có một số cái nhu cầu mình ăn uống hoặc là mua cho gia đình mà mình cần mua gần công ty. Thứ nhất là được giá cả rất là ưu đãi. Thứ hai là rất là tiện, là ngay cổng mình có thể đi bộ ra hoặc là đi về mình ghé rất là tiện. An tâm về chất lượng, giá cả hàng hóa, tiết kiệm được thời gian đi chợ là điều mà các anh chị đoàn viên công đoàn người lao động nhận được khi mua sắm tại các siêu thị công đoàn. Có thể thấy, mô hình siêu thị công đoàn tại các doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên công đoàn người lao động.